Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với team Tech Profit và em là Tiến Thành. Ngày hôm nay thì em sẽ cùng anh chị em đi tìm hiểu và đánh giá triển vọng của một doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực cảng biển là GMD Jemandup. Đây là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đang vận hành và khai thác các cụm cảng lớn có vị trí đẹp như là Jomalinh, Nam Đình Vũ. Trong năm 2023 thì ngành cảng biển nói chung đã chịu khá nhiều ảnh hưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, xuất nhập khẩu suy giảm. Vậy thì bước sang năm 2024 sẽ có những gì đang chờ đợi ngành cảng biển và Jemandup? Xin mời anh chị em cùng theo dõi video. Đầu tiên là về tổng quan doanh nghiệp thì Jemandup là một doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực cảng biển. Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển thì hiện doanh nghiệp đang sở hữu và khai thác các cảng trải dài cả ba miền. Jemandup thì hoạt động trong các lĩnh vực chính là khai thác cảng và logistics, ngoài ra còn có trồng rừng cao su và đầu tư bất động sản. Thì từ năm 2018, Jemandup đã tập trung vào mảng khai thác cảng và chủ trương thoái dần vốn khỏi các lĩnh vực khác. Jemandup thì hiện là một trong các công ty khai thác cảng lớn nhất cả nước. Đây cũng là mảng kinh doanh chính và đóng góp nhiều nhất vào doanh thu của GMD trong năm 2022 là 80%. Tiếp theo thì trước khi đến với triển vọng, em cùng anh chị em sẽ đi tìm hiểu qua một chút về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì ở đây em sẽ chia sẻ cho anh chị em trên bộ công cụ Tech Profit phần báo cáo tài chính. Anh chị em có thể thấy là gì? Doanh thu quý 3 của Jemandup duy trì xu hướng phục hồi kể từ quý 1, đạt gần 1.000 tỷ, tức là tăng 1% so với cùng kỳ và tăng 9% so với quý liền trước. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện so với cùng kỳ lên mức 47%. Thì lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt được hơn 2.800 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch của năm 2023. Trong đó thì mảng khai thác cảng khu vực phía Bắc chiếm tỷ trọng 75% doanh thu, đạt 2.000 tỷ, giảm 9% so với cùng kỳ. Ngược lại thì sự khởi sắc chủ yếu đến từ hoạt động logistics với doanh thu đạt 694 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh lên 55%. Về lợi nhuận của công ty liên doanh liên kết thì lợi nhuận của công ty liên doanh liên kết suy giảm khá đáng kể, chỉ đạt 133 tỷ sau 9 tháng đầu năm, tức là giảm 60% so với cùng kỳ, chủ yếu do công ty cổ phần cảng cái mép Jemandup, Terminal Link và công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn. Và sau khi trừ đi các chi phí thì lợi nhuận trước thuế của Jemandup đạt 2.884 tỷ, tăng khá mạnh sau khi thoái vốn khỏi cảng Nam Đình Vũ. Và nếu như loại trừ 1.884 tỷ đồng lãi đột biến này thì lợi nhuận trước thuế của Jemandup đạt là gần khoảng 1.000 tỷ, tức là hoàn thành 88% kế hoạch của 2023. Khi mà nói đến hoạt động kinh doanh của Jemandup trong năm vừa rồi thì chúng ta phải nhắc đến câu chuyện về chuyển nhượng cảng của doanh nghiệp này. Đầu tiên là việc thoái vốn khỏi cảng Nam Hải Đình Vũ và ghi nhận vào quý 2 giúp lợi nhuận của quý này tăng đột biến. Và đến đầu tháng 11 vừa rồi, doanh nghiệp này tiếp tục công bố kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Nam Cảng Nam Hải, là đơn vị đang trực tiếp vận hành cảng Nam Hải và cảng Nam Hải ICD tại Hải Phòng. Và nếu hoàn thành thì doanh nghiệp dự kiến sẽ thu về khoản lợi nhuận khoảng từ 150 đến 300 tỷ đồng. Vậy thì lý do tại sao Jemandup đã chuyển nhượng hai cảng này thì em sẽ chia sẻ kỹ hơn cho anh chị em ở phần triển vọng doanh nghiệp. Tiếp theo là về cơ cấu tài chính thì ở đây em sẽ chia sẻ cho anh chị em cơ cấu về tổng tài sản và cơ cấu về tổng nguồn vốn trên biểu đồ của công cụ Tech Profit. Thì về tổng tài sản thì tỷ lệ tiền trên tổng tài sản ở mức khá là an toàn, 11,7%. Tài sản cố định của Jemandup chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu với 30% là các cảng đã đi vào hoạt động. Thì cơ cấu này khá hợp lý do Jemandup là một công ty điển hình trong ngành khai thác vận hành cảng. Một số khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản của Jemandup như là đầu tư tài chính dài hạn 23%, xây dựng cơ bản thời gian 14% và khoản phải thu là 9,7%. Tiếp theo là tổng nguồn vốn. Thì nợ vay trên tổng tài sản của doanh nghiệp có xu hướng giảm dần qua các quý và ở mức khá là an toàn, chỉ 14% trong quý 3. Trong đó thì nợ vay dài hạn đạt 1.500 tỷ, chiếm 80% nợ vay. Đều là những khoản vay dài hạn để đầu tư cho các dự án như là cảng Bình Dương và cảng Nam Hải Đình Vũ. Thì trong ngắn hạn, tức là khoảng 5 năm đổ xuống, thì với tình hình kinh doanh hiện tại của Jemandup thì doanh nghiệp ít có khả năng phải đối diện với áp lực không trả được nợ. Nợ chiếm dụng cũng chiếm cơ cấu khá là khiêm tốn trong tổng nguồn vốn với chỉ 13%, còn lại là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Thì nhìn chung cơ cấu tài sản của Jemandup khá là lành mạnh và vững chắc. Tiếp theo thì em sẽ cùng anh chị em đến một phần mà được quan tâm nhiều nhất, đó là triển vọng của doanh nghiệp này. Thì đầu tiên khi mà nói về Jemandup thì doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp là đến từ mảng khai thác cảng và vận hành cảng biển. Vận tải biển thì có cơ cấu bé hơn khi mà đóng góp vào doanh thu. Vì thế thì khi mà đánh giá các yếu tố tác động tới triển vọng của doanh nghiệp này, chúng ta thường sẽ nên tập trung vào những yếu tố liên quan như là liên quan tới cảng biển, như là tình hình xuất nhập khẩu, sản lượng container hay là vị trí tiềm năng của các cảng doanh nghiệp này đang sở hữu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi từ ngành trước. Thì ngành cảng biển trong năm 2023
đã trải qua một năm khá là ảm đạm, đặc biệt là trong nửa đầu năm, được thể hiện qua thứ nhất đó là thực trạng về sản lượng container qua các cảng chính ở Việt Nam. Ở đây thì anh chị em có thể thấy trên biểu đồ, trong tháng 1 thì sản lượng giảm rất mạnh, thậm chí là hai chữ số so với cùng kỳ 2022. Và sản lượng container qua các cảng thì đều tăng trưởng âm trong nửa đầu năm và chỉ đạt mức đi ngang trong tháng 7. Sản lượng thì bắt đầu tăng trở lại vào tháng 8 nhưng mà cũng tăng với tốc độ tăng trưởng dương, với tốc độ rất là chậm, chỉ từ 3 đến 7% trong các tháng còn lại. Thì xu hướng chung của sản lượng cảng biển, sản lượng container cũng tương ứng với xu hướng chung của tình hình xuất nhập khẩu. Thì ở đây em sẽ chia sẻ cho anh chị em về tình hình xuất nhập khẩu trên mục phân tích vĩ mô của bộ công cụ Take Profit. Anh chị em có thể thấy là gì? Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu, đặc biệt là trong 8 tháng đầu năm có sự suy giảm so với cùng kỳ và chỉ bắt đầu tăng trưởng từ tháng 9. Tuy nhiên thì cũng ở mức khá là khiêm tốn. Điều này do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó cả hai quốc gia lớn là Trung Quốc và Mỹ, cũng như là lạm phát khiến nhu cầu tiêu thụ toàn cầu yếu đi và sản lượng xuất nhập khẩu hai đầu đều giảm. Bên cạnh đó thì có một yếu tố nữa mà nhà đầu tư cần lưu ý, đó là chỉ số hàng tồn kho của Mỹ có tác động khá là lớn tới giá trị xuất nhập khẩu cũng như là sản lượng cảng biển. Vậy thì lý do tại sao lại như vậy? Thì ở đây thì thấy là Mỹ là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Và em sẽ chia sẻ cho anh chị em về một biểu đồ về chỉ số hàng tồn kho của Mỹ. Anh chị em phải thấy là gì? Giai đoạn trước năm 2020 thì chỉ số này khá là ổn định và dao động trong biên hẹp, sau đó có sự biến động lớn từ năm 2020 đến năm 2022. Thì nguyên nhân là vào năm 2020, đại dịch Covid đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và khiến cho chỉ số hàng tồn kho giảm mạnh. Giai đoạn hậu Covid thì nước này đã đẩy mạnh nhập hàng với số lượng lớn, giúp sản lượng cảng biển năm 2022 rất là tốt. Tuy nhiên thì đến 2023, lạm phát và nhu cầu yếu trong khi hàng tồn kho cao, nên đây là giai đoạn mà giảm hàng tồn kho. Mỹ đã giảm nhập khẩu nên giá trị xuất khẩu và sản lượng của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam cũng sụt giảm theo. Thì có thể thấy là bên cạnh các yếu tố về vĩ mô thì hàng tồn kho Mỹ cũng là một yếu tố mà chúng ta cần quan tâm khi đánh giá ngành cảng biển. Bước sang năm 2024 thì ngành cảng biển được kỳ vọng sẽ tích cực hơn khi mà mặc dù là cầu thấp nhưng mà tình hình xuất nhập khẩu đã được phục hồi từ tháng 9, dù cho là vẫn ở mức khá là khiêm tốn. Tuy nhiên thì chỉ số hàng tồn kho của Mỹ cũng đã về mức ổn định, mặc dù là nhu cầu thế giới chưa tăng mạnh nhưng mà sẽ không xảy ra cái tình trạng mà cắt nhập hàng tồn kho nữa. Cùng với việc là kinh tế thế giới đang có sự hồi phục dần dần thì điều này sẽ giúp cho cái lượng đơn hàng ổn định trở lại, và ngành cảng biển trong năm 2024 dù có thể chưa quá mạnh mẽ nhưng sẽ tích cực hơn và tăng trưởng tốt so với mức nền thấp của 2023. Câu chuyện tiếp theo đó là câu chuyện về giá dịch vụ cảng biển. Anh chị em phải thấy là trong giai đoạn vừa rồi giá cổ phiếu của German Đức đã có một nhịp tăng, thì điều này một phần là do tác động từ thông tin giá dịch vụ cảng biển sẽ tăng tối thiểu 10% trong năm 2024. Vào ngày 25 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải đã ký thông tư quy định mức khung giá cước nâng hạng container và các dịch vụ cảng biển Việt Nam. Trong đó có điểm quan trọng của đó là gì? Mức giá sàn cho dịch vụ nâng hạng được nâng lên 10% ở các phân khúc cảng biển, bao gồm cả cảng sông và cảng nước sâu, so với khung giá trước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Và dù cho câu chuyện tin tức đã phản ánh vào giá, tuy nhiên về triển vọng dài hạn, việc tăng giá này sẽ tác động tích cực tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp lớn trong mảng khai thác cảng biển như là German Đức. Như vậy là em vừa chia sẻ cho anh chị em triển vọng của German Đức trong năm tới qua những câu chuyện về sản lượng cảng biển cũng như là giá dịch vụ cảng biển. Còn về nội tại của doanh nghiệp, German Đức có gì đáng chú ý? Thì đầu tiên em sẽ nói qua về câu chuyện tại sao German Đức lại thoái vốn ở cảng Nam Hải Đình Vũ và cảng Nam Hải để tập trung vào các cụm cảng còn lại. Thì với cảng Nam Hải Đình Vũ, trong giai đoạn thị trường khó khăn, German Đức đã bán cảng này để có nguồn lực tập trung đầu tư cho cảng Nam Đình Vũ với nhiều lợi thế hơn. Còn cảng Nam Hải mà công ty vừa mới công bố kế hoạch bán vào tháng 11 này, thì cảng này sở hữu vị trí kém thuận lợi do nằm sâu sau cầu Bạch Đằng, thì sẽ gặp khó khăn khi mà tiếp nhận các tàu trọng tải lớn trên 20 DWT trở lên. Và cảng này cũng là cảng nhỏ nhất trong cụm cảng phía Bắc của German Đức. Thì có thể đánh giá là gì? Đây là chiến lược khá là hợp lý khi mà doanh nghiệp bán các cảng này để tập trung nguồn lực phát triển hai cụm cảng lớn có vị trí thuận lợi hơn trong bối cảnh kinh tế năm 2023 khá là khó khăn. Tiếp theo thì em sẽ đi sâu vào cái câu chuyện vị trí thuận lợi của các cảng biển mà German Đức đang sở hữu. Thì trong giai đoạn gần đây, các cảng biển nước sâu như hai nhóm bến cảng ở khu vực Lạch Huyện, Hải Phòng, Cái Mép, Thị Vải ở Bà Rịa Vũng Tàu được tập trung đẩy mạnh khai thác do các cảng nước sâu có lợi nhuận cao hơn nhiều so với các hình thức cảng khác. Thì hai cảng lớn của German Đức là Nam Đình Vũ và German Linh đều nằm ở những vị trí thuận lợi này, ngoài cửa biển và thuận lợi đón các tàu lớn. Với cảng Nam Đình Vũ thì cảng này nằm ở vị trí ngay đầu cửa biển để đi vào cụm cảng Hải Phòng, dễ tiếp cận các tàu đi vào cụm cảng trong thành phố này. Ngoài ra thì Nam Đình Vũ có lợi thế so với các cảng khác, đó là có vị trí thuận lợi để đón các tàu có trọng tải dưới 50.000 DWT và thuận lợi hơn so với một cảng lớn khác là HITC ở điểm là dễ dàng lưu thông hàng hóa về đất liền. Còn về German Linh thì với vị trí ở hạ lưu khu vực Cái Mép, Thị Vải,
giúp cho cảng này dễ dàng tiếp xúc với các đội tàu lớn trước các cảng nằm ở phía trong. Thì dù mới đi vào hoạt động, trong năm 2021, hiệu suất sử dụng của Jemmerling rất là ấn tượng, đạt 109% so với năm 2022 và đóng góp hơn 50% lượng container thông qua của Jemmerdorp. Tiếp theo đó là các dự án lớn làm động lực trong dài hạn. Đầu tiên là về cụm cảng Nam Đình Vũ, thì tháng 5 năm 2023, giai đoạn 2 của cụm cảng Nam Đình Vũ được đưa vào vận hành khai thác với diện tích đó là 42 ha, chiều dài cầu bến là 880m, tăng công suất lên 0,5 triệu TEU trên một năm, lên thành 1,2 triệu TEU một năm. Và dự kiến giai đoạn 3 của dự án này được đưa vào khai thác trong năm 2025 sẽ nâng tổng công suất của cảng Nam Đình Vũ lên 2 triệu TEU một năm. Đối với cảng Jemmerling thì giai đoạn 2 của cảng này được dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường với các hãng tàu đối tác. Với quy mô được mở rộng lên 39 ha, 700 m cầu cảng, thì công suất cảng Jemmerling sẽ tăng lên 3 triệu TEU một năm, tức là gấp đôi so với giai đoạn 1. Thì hai dự án này sẽ là động lực tăng trưởng trong tương lai chung dài hạn cho Jemmerdorp. Như vậy thì em vừa chia sẻ cho anh chị em về những triển vọng cho thời gian tới của GMD. Sau một năm 2023 đầy khó khăn thì bước sang năm 2024, năm nay sẽ được kỳ vọng tích cực hơn do ngành cảng biển nói chung, cho ngành cảng biển nói chung và Jemmerdorp nói riêng, khi mà tình hình xuất nhập khẩu đã được cải thiện cũng như tác động từ việc tăng giá dịch vụ cảng biển. Bên cạnh đó thì các cảng của Jemmerdorp với vị trí địa lý thuận lợi và đang được mở rộng sẽ là động lực cho doanh nghiệp này trong chung và dài hạn. Đó là những chia sẻ của em về Jemmerdorp. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi và hẹn gặp lại anh chị em trong các video tiếp theo.